Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em trả lời câu hỏi bài, ha, bài 2 ở 73 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 Đề bài như sau Hãy gấp một tờ giấy, trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp đó có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không Thế thì chúng ta sẽ có một tờ giấy như sau Người ta yêu cầu chúng ta là gấp một tờ giấy Thế thì chúng ta sẽ gấp tờ giấy đó Chúng ta sẽ gấp đôi vào Thế thì trải tờ giấy lên mặt bàn rồi chúng ta sẽ quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không Thì các em có thể thấy rằng nếp gấp của chúng ta là một đường thẳng Như vậy đường thẳng này chính là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau Thế thì chúng ta sẽ trả lời như sau Nếu gấp một tờ giấy cho ta hình ảnh của một đường thẳng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau Như vậy chúng ta vừa giải xong bài bài 2 ở trong sách giáo hoa.